Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. FX nâng cấp hết bài, làm cho người xem ngỡ ngàng. Cái chiếc FX độ hôm nay một lần nữa sẽ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết với một cái bản dọn mà mình sẽ giới thiệu các bạn. Một cái chiếc FX độ thuộc sở hữu một cái bạn tên là Hoàng, quản trị nhóm là United School Passion, chắc chắn sẽ làm cho rất nhiều người thích thú về nét đẹp của nó. Bên cạnh việc trang bị cho mình cái cụm thắng của Rainbow Asset và cái cụm con của Donald Tiếp Em như nhiều anh em khác để khẳng định được cái sự kiểm soát phanh hiệu quả hơn, người chủ còn đặc biệt bổ sung thêm cái cặp tay carbon nhằm tăng thêm cái sự cao cấp cho cái dàn tay lái. Kính khí hậu hiện tại đang sổ cho mình một cái dòng kính của Motogages làm từ nhôm CNC nguyên khối, mức giá thị trường hơn 3 triệu. Khi quan sát ở bên trong dàn tay lái của chiếc IP độ hôm nay, mình lập tức bị choáng ngợp bởi cái sự hiện diện dày đặc với những cái thiết bị điện tử, chẳng hạn như cái màn hình điện tử console. Nó bậc nhất phải kể đến chính là màn hình là console SF, cái màn hình dành cho những cái dòng lập phân có nhỏ, mức giá đỏ nhất có giá là hơn 2 triệu. Số chứng minh khả năng hiển thị rất nhiều chi tiết như là nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ môi trường hay là cái độ nghiêng tay lái v.v. Cái khả năng tăng tốc của chiếc IP hôm nay được cải thiện rất nhiều nhờ vào cái cụm ga Donald hay ga dưới được người chủ giấu một cái cách khá bí mật. Dĩ nhiên mình cũng không quên kể về cho bạn cái bộ trợ lực trung tâm Holin TX nhằm cái nhiệm vụ là tăng cái độ ổn định phần tay lái, giảm nguy cơ bị chao đảo khi qua những ổ gà hay đi những cái dải tốc độ cao. Cái con xe cưng hiện tại sở cho mình rất nhiều món đồ chơi xa xỉ nên người chủ của nó đã cũng trang bị chìa khóa là smart key cực kỳ xịn sò, vô hiệu hóa hoàn toàn những thanh đòn nguy hiểm của cái bọn đạo tặc. Dù rất là bóng bẩy, khá nổi bật nhưng thật sự những chi tiết áo ốp carbon sang chảnh ở cái phần mặt tiền vẫn chưa hút được nhiều bằng cái cặp bi cột laser hầm hố, hay sẽ đem tín hiệu năng ánh sáng nó mạnh không kém gì những cái mẫu đèn chở sáng trên thị trường hiện nay, nhưng đảm bảo được cái sự thẩm mỹ và trau chuốt khi đặt lên cái chiếc IP độ hôm nay. Cái chiếc IP độ trong cái clip hôm nay là cái mẫu được sản xuất từ năm 2013 đến 2015. Nguyên bản được Honda trang bị một cái bộ mâm ba chấu kép. Đồng quan điểm như các anh em chơi IP độ khác thì chưa vừa ý lắm cái bộ mâm nguyên bản. Người chủ trang bị cho mình một bộ mâm của Chemco Penta dành cho con xếp cưng của mình. Cái bộ mâm này mang cho mình một cái tâm màu đen bóng lịch lãm, khiến cho nhiều người chú ý với những cái đường vân CC rất là sắc sảo, có thể gắn được cho rất nhiều cái dòng tay ga phổ thông của hãng Honda với cấu trúc dàn chân lệch đĩa trước đùm sau như là IP, Vision hay là Wiro. Cái mẫu tâm điểm dàn chân trước được nâng cấp cái con heo của anh Chabonis Motoba, được thiết kế cái phần chân đứng khá đặc trưng của một cái dòng Rainbow Blitz Motoba thần thánh. Nhưng cái mức giá của con heo này lại khá mềm hơn cái dòng của Rainbow Moto 3, chỉ đâu đó khoảng gần 4 đến 5 triệu tùy thời điểm. Để gắn được cái con heo là Antrobatic Moto 3 này, người chủ phải nâng cao cái phần thể sức mạnh mẽ thì phải cần cái sự nhịp nhàng nữa là một cái cộng sự đĩa của gaffer, cái dầu heo bấm đầu và cái bát heo vân. Bên ngoài cái động cơ của chiếc IP độ hôm nay được nhấn nhá bằng những bộ điều carbon bóng bẩy đi cùng với ốc titan đồng bộ với những cái bộ phận khác trên xe. Bên trong dung tích động cơ 105cc trước đây được tăng lên thành 150cc kết hợp cùng với một cái bài lập bô xăng lửa tối ưu hóa cái phần hiệu suất động cơ, vốn mang cho mình những cái sự đẹp mắt sang chảnh với một cái cặp phục Holin trên con xe này đi cùng bộ tem của STX đi cùng một cái dụng cụ HPA dành cho con xe đẹp gấp bộ phần so với ban đầu. Cái dàn chân sau vẫn được giữ nguyên thắng đùm nhưng được người chủ nhấn nhá bằng càng thắng của Biker CC, mức cái giường gần 1 triệu. Đối với mình, những món đồ chơi mình ấn tượng nhất của chiếc IP hôm nay đó chính là cái lồng bột của Levin Gran Turismo Black Edition, một cái dòng bột cực kỳ hiếm gặp ở Việt Nam và hơn tất cả nó trông cực kỳ phù hợp với cái chiếc xe độ hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng là cái chiếc FX độ, một phiên bản độ cực kỳ có 102. Exeter 135 trở lại cho một phong cách lực chế nhựa cực đẹp. Một cái tính đồ chơi xe trong nước đã nâng cấp cái chiếc Instagram tới cực chất phong cách là trang bị món đồ chơi với những cái hiệu đình đám như Race Boy, Holin hay là Daytona. Nhìn tổng thể ta thấy cái chiến mã được khoác cho mình một cái bộ cánh đậm cái chất thể thao với sự kết hợp hài hòa với những món đồ chơi kiển. Cánh bẩn trước đã được cắt gọt khá nhiều tạo một cái kiểu dáng khoác cách. Tuy nhiên điều mà người chủ muốn đó chính là khoe được cái phần lốc máy hầm hố. Phần dàn đầu với nhiều món đồ chơi cần phải cân nhắc như LED gương cầu, bảo vệ tay lái, kính gù CIC được gắn ở bằng chân kính, cặp tay con thắng kiểu biker 6 số, mặt nạ được chế nhựa với cái kiểu dáng cốc cạnh đậm cái chất thể thao.
Chàng tiên bóng manh, cái mâm kiểu Dana thần thánh mang cái sắc màu xanh hài hòa cùng với một cánh. Hệ thống phanh được nâng cấp nhẹ nhàng với cặp đĩa của Abido. Phía xa màn ảo với cái ốc bầm lửa chết tì tại điểm nhấn với phần lốc mái. Cảm xúc Pauline bình dầu rời, độ nhúng im ái hơn cũng như tăng cái độ sang cảnh cho xe. Cái được trang bị cái món đồ chơi kiểu này. Các chân được hưởng từ người họ hàng xa là Nobu 5. Anh Thanh quy lực hơn, người chủ trang bị cái ống sạch Debian Carbon, anh Thanh tê tái quy lực. Các tay Reservoir hệ đầu che lấp đi cái sợi sinh vạt ống vô cùng đẹp. Phía bên dưới, cái gấp được thêm cái phát CNC được khoe tinh xảo trong từng góc cạnh. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái phần đuôi khi khoe trọn vẹn cái phát biển số Risma. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, share, subscribe.